Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 20:20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquaceline Lan Khử Mùi Không Mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza đã tài trợ cho chương trình. Mỗi lần đứng đây với Ngọc Lan, Quỳnh Lan đều mong muốn rằng ngày hôm nay họ phải bấm nút hẹn hò, chứ không bao giờ mình nghĩ là họ không bấm nút hẹn hò. Nó cũng lo sao đó, hồi hộp một chút, và hy vọng ngày hôm nay họ sẽ bấm nút hẹn hò. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Từ lúc lên đây tới giờ thì không có chơi với ai, không quen ai hết. Ra đi là bỏ lại hai ba mối tình với luôn hả? Dạ. Anh đã có chồng, có con rồi. À, giờ một đứa gần 5 tuổi rồi. Bên kia có cô gái 5 tuổi rồi đó. Bản tính em xưa giờ em thích nít lắm. Nói chung em thương nít, có con thì không quan trọng đâu. Em cũng dễ lắm, em sao được, miễn là hai người thương nhau, ở bên nhau được rồi chị. Hoàn cảnh như thế nào cũng vẫn bên nhau là em chỉ cần vậy thôi. Nếu mà lấy chồng mà ổng hiền quá thì sao? Hiền quá càng tốt. Càng tốt hả? Dạ. Trời ơi, bắt rễ ra được không? Dạ được. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em. Xin mời nhà gái. Rồi, chào cô gái, mời em ngồi. Bây giờ nhà gái đã có mặt rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Con xin chào cho MC chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan và quý khán giả. Rồi, chào con. Tên là Tạ Thanh Trúc, năm nay 30 tuổi, quê quán con ở Cà Mau. Tạ Thanh Trúc? Dạ. Con ở Cà Mau luôn hả? Con ở Cà Mau. Từ Cà Mau lên đây luôn? Dạ, con làm việc ở đây. Con làm việc ở đâu? Con buôn bán ở Thủ Đức. À, bán ở Thủ Đức hả? Bán gì Trúc? Con bán mâm chừng. Bán mâm chừng hả? Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta nghe phần giới thiệu của nhà gái nè. Em tên Trần Thị Anh Thư, em 30 tuổi. Thư 30 tuổi. Thì sống với gia đình ở Thủ Đức. Ở Thủ Đức luôn? Dạ. Bên nhà trai là đang làm việc ở Thủ Đức luôn. Em làm công việc gì? Em nhân viên bán vé xe buýt á. Nhân viên bán vé xe buýt, rồi. Trúc ở Thủ Đức là ở chỗ nào Trúc? Em ở Tam Bình. Có gần em không? Là thôi. Bán mắm chừng ở đó luôn. Đúng gần. Bán Tam ngoài Bình chợ. Là gần bên nhà gái nha. Gần bên nhà gái luôn. Bên đây là ở Linh Trung. Linh Trung ở Tam Bình gần không? Dạ gần. Sát bên. Bán mắm chừng mà Trúc tự làm bán hay mình lấy gì mình bán? Dạ tự làm á. Tự làm luôn hả? Có đi giao không Trúc? Dạ không, chị em tự bán ở chợ á. Trúc vợ với ai? Dạ em ở với anh chị em. Anh chị dâu á, anh ruột với chị dâu. Rồi mình cùng làm mắm chân mình đi bán. Dạ, luôn cùng làm mắm chân. À, đi bán. Giỏi quá. Bán mắm chân được bao lâu rồi? Em bán được 2 năm rồi. Trời, giờ ước gì có trái dưa leo trời. Quạt miếng mắm chân ngon nước mấy. Bán 2 năm rồi hả? Dạ. Trúc có ưu điểm, khuyết điểm gì? Có ưu điểm thì em chịu làm với mà siêng năng thôi. Chịu làm, rồi gì nữa? Chịu suy nghĩ nghe, học hỏi. Chịu rồi. Suy nghĩ nghe, học hỏi. Tốt quá. Có khuyết điểm gì không Trúc? Điểm thì hơi nhát với mà ít giao thiệp. Nhát rồi đi bán bánh chưng người ta vô mua có nhát không? Không, bán buôn bán thì bình thường anh. Có mời người ta mua không? Có, vẫn mời. Có bao giờ có cô nào đẹp đẹp lại mua bánh chưng không? Có. Mời nhà gái. Rồi nhà gái thì sao nè, ưu điểm sao nè? Hơi nhát. Nhát hả? Dạ. Có nấu ăn đồ được không? Gà bên kia người ta biết làm bánh chưng đó. Cũng biết được sơ sơ. Ráng đi, có bao nhiêu ưu điểm mình nói ra cho nhà trai nghe nè. Nhiều khi đi làm về mệt làm biến. À trời, ưu điểm quá trời. Nhưng mà nghỉ mệt chút xíu rồi cũng phải làm mà. Còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm sao nè, có gì nói thiệt cho chị Lan nghe nè. Nói nhỏ nhỏ chị Lan nghe, chị Lan nói cho. Nó nhỏ quá, nghe một chút. Ta đang ngại, ta đang chưa biết phải giải thích như thế nào. Bây giờ chưa nghĩ ra được khuyết điểm đúng không? Dạ. Rồi, bên đây là chưa nghĩ ra được khuyết điểm. À vậy đó hả? Nói vậy thôi. Rồi bên nhà trai tôi dễ thương. Trai nhà trai. Chút nhát luôn. Chút ở Cà Mau giờ ai dưới chút? Dạ mẹ. Mẹ hả? Dạ. Rồi với ai nữa? Mẹ không à. Có mình mẹ hả? Với gia đình cô chú bác rồi vòng vòng nữa. Rồi có anh em gì không? Có anh hai ở đây. Anh hai ở thành phố luôn. Vậy nữa lấy vợ là ở trên đây luôn. Dạ. Bán mắm chưng mà cười tươi rói. Có mối tình nào không? Dạ cũng có. Có mấy mối? Cũng 2-3 mối. Trời ơi, nhát mà 2-3 mối luôn á. Tao vô mua mắm chưng cua hay sao? Có quen lâu rồi, lúc ở dưới quê lần. À, quen với Cà Mau hả? Dạ, từ lúc lên đây tới giờ thì không có chơi với ai, không quen ai hết. Ra đi là bỏ lại 2-3 mối tình với luôn hả? Dạ. 2 năm nay là chưa quen ai hết. Dạ. Chỉ đi ra chợ mua đồ về bán rồi. Vậy thôi đó hả? Trời đất ơi. Đi đâu?
Rồi lấy vợ ở đâu Trúc? Trước kia ở trên đây vậy đó. Nói luôn. Chung vợ ở đâu, muốn ở đâu thì con ở đó là con dễ. Giờ ông Mai ngồi đó đi, chưa, tôi chưa cho qua, chút nữa tôi cho qua. Trời ơi. Tao phải muốn qua qua đúng không mấy chị? Tôi qua tôi coi nhà gái sao chứ nhà trai tôi khoái rồi đó. Bây giờ nhà gái nói cho chị Lan nè, rồi nói cho khán giả, nói cho nhà trai biết là em bao nhiêu mối tình rồi? Anh đã có chồng, có con rồi. À, mà chia tay rồi do không hợp á. Bao nhiêu đứa con? Dạ một đứa, gần 5 tuổi rồi. Ai nuôi? Em nuôi. Ở với em luôn tới giờ luôn dạ, hả? Dạ đúng rồi. Trai hơn gái? Dạ con gái. Gái 5 tuổi hả? Dạ à, vậy bây có ngoại lo cho nhỏ ha. Dạ. Mong muốn em có người bạn trai như thế nào nè? Biết yêu thương em với lại lo làm là được. Có mong muốn về ngoại hình không? Dạ không. Gì dễ vậy? Có cái điều gì không thích ở con trai không? Không thích lăng nhăng được. Hút thuốc rồi rượu chè rồi này nọ được không? Chứ là đừng chơi cờ bạc là được thôi. Đừng cờ bạc là được đúng không? Hút thuốc rượu chè rồi là được đúng không? Dạ. Ở chung ba má với ai nữa không? Ở chung với lại chị với em út. Nhà ba chị em gái. Ba chị em gái không hả? Dạ. Đó rồi giờ nhà trai thì sao? Em cũng dễ lắm, em sao được, miễn là hai người thương nhau ở bên nhau được rồi chị. Ở hoàn cảnh như thế nào cũng vẫn bên nhau là em chỉ cần vậy thôi. Bên kia có cô gái 5 tuổi rồi đó. Bản tính em xưa giờ em thích nít lắm. Em làm thương nít lắm, nhà em cũng có thằng cháu. Mà em thương cháu nên em đó mà. Lúc em còn nhỏ là em có cái điện thoại mà em có thể em không xài mà em cho nó xài nữa. Trời ơi, sao vậy, dễ dãi vậy? Nói chung em thương nít, có con em không quan trọng đâu. Không quan trọng. Tức là chỉ mong muốn người bạn gái là yêu thương chung. Đồng hành với em là được. Đồng hành, ngoại hình rồi có mong muốn rồi có tưởng tượng gì không? Không chị. Sao cũng được chứ đúng không? Chỉ cần là kính trên nhìn dưới là được rồi, dễ thương rồi. Sao cũng được đúng không? Rồi. Mời ông Mai. Cho tôi qua tôi coi coi. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. À, ấn tượng đó nha. Dễ thương. Mặt rất là xinh, mắt mũi miệng rất là trời xinh. Trời ơi, tóc nhuộm cũng màu hấp dẫn ha. Cười tươi ha. Nếu mà lấy chồng mà ổng hiền quá hay sao? Hiền quá càng tốt. Càng tốt hả? Dạ. Chợ bắt rễ thôi được không? Dạ được. Mình bán vé xe buýt vậy á là đủ trang trải nuôi hai mẹ con này kia không? Dạ đủ. Mình bán bao nhiêu năm rồi? Hơn 10 năm. Hơn 10 năm rồi đó hả? Đúng rồi. Ngày nào cũng chạy hết á. Ngày nào cũng chạy hả? Cứ chạy nhiều là mình có tiền nhiều hay sao? Ảnh lương tháng á. Giờ mình ví dụ mình như mình về mình phụ làm mắm chân được không? Dạ được, về sớm thì làm phụ được. Ngày làm mấy tiếng? Từ 5 giờ sáng tới 7 giờ tối á. Giờ thời gian đâu phụ? Hai này nó hiền khô hiền à. Hiền khô rồi. À. Hôm nay đi với ai nè em gái? Hôm nay em muốn đi với ai hết trơn á. Đi mình hả? Để chị Ngọc Lan lo. Nhà trai đi với ai nè? Em cũng đi mình. Mình. Mở ra. Gì đâu mà chuyện bình thường. Đâu mà căng thẳng rồi. Ôm hoa ra. Tặng người tình bán vé xe buýt. Trên để tặng em bố quà. Đứng đứng kế bên coi. 10 điểm kìa. Hai đồng điếu rất là dễ thương. Mặt con bé rất là xinh. Bây giờ chỉ cần ăn bấm chân mấy tháng thôi, tập thể dục xuống là nó xuống ký là ngon là vừa. Người ta có câu chuyện cho nên người ta mới bị như vậy. À vậy có câu chuyện bị stress đúng không? Bị đó. Stress đó. Càng yêu thương thì càng ốm. Ta nói ôm là yếu, yêu là ốm. Tặng gì đây? Không biết luôn. Mở cối câu... chuông. Cái chuông. Tự nhiên tặng cái chuông gì trời? Bớt, để bớt thức thôi. Yêu tình yêu tôi chưa thấy ai mà thiệt á. Em nghĩ sao mà mới gặp nhau yêu đương tặng cái chuông rồi trời. Hồi chuông thức tỉnh. Tặng cái chuông ý nghĩa là cái gì? Không cho nó bán bánh chưng, bắt nó bán cà lem hả? Không. Chứ ý nghĩa sao nè, để Lan nó nói tùm lum la bây giờ. Bây giờ là tại sao? Trời ơi, thì tôi bực mình. Hồi chuông cảnh tỉnh. Lần đó. Đầu tiên tôi thấy trong tình yêu mà gặp nhau tặng cái chuông rồi trời. Điệp ơi mai lên trốn thành đô nhà xe rực rỡ. Hay sao nè, nói tôi ý nghĩa coi. Tí nữa em nói sao được. Tí nữa nói đó, người ta có câu chuyện, người ta làm gì nó cũng có căn có cơ. Thôi được rồi, cũng ấn tượng đó. Mốt mấy cô mấy cầu yêu nhau, đừng có tặng nhẫn, tặng bánh, tặng cái gì, mua chuông mà tặng. Vô. Rồi về chỗ đi nào. Rồi mời hai bạn về chỗ. Biết tên ta chưa? Chưa. Em tên Thư. Thư. Thư Trúc. Hai người nói chuyện nhau đi. Hai cái tên ghép lại cái nó tặng cái chuông là đúng luôn. Thư Trúc. Thiệt là tình. Thiệt là tôi không lẽ tôi tức quá không kể liền chứ. Xưa giờ yêu nhau tặng cái chuông. Anh nói trước đi. Anh chào em.
Em hiện tại em ở với con em ở đây ở gì? Dạ em ở với con em, ở gia đình em ở Thủ Đức á. Con em được gửi đi trường rồi phải không? Dạ đúng rồi, đi học rồi. Rồi em đi làm suốt ngày tới 7 giờ về, ai đón con, ai đưa con? Nhỏ em Út á, nhà nó cũng có con, nó cũng đi học ở chung á. Em chia với người cũ ly hôn bao lâu rồi? Em cũng chia tay lâu rồi, chia tay lúc em gần sanh. Gần sanh là bao lâu? Gần 5 năm rồi á, 2019 giờ. 5 năm chắc con còn nhớ gì đó. Dạ không. Rồi nữa ví dụ như lỡ như về rồi thành vợ anh chồng, ví dụ như có mỗi khi có chuyện gì đó em có cảm thấy là nhớ về người cũ hay gì? Vô duyên à, hỏi câu này. Ví dụ như là cái chuyện em lỡ làm cái gì sai như người cũ đã từng làm vậy đó, rồi vậy có lý. Nhắc lại vậy đó chị. Ví dụ như người đó đi chơi, đi nhậu đi, về trễ đi, em cũng đi nhậu về trễ ngày hôm đó. Cái bạn này vẫn nói là tại vì cái người trước đi nhậu về trễ mà bỏ. Tôi chị đó ngày hôm nay gặp ông đó, em không thích vậy. Không, kiểu như em hỏi là có như vậy không? Bây giờ nên hỏi cái này nè, những cái gì mà đau khổ em trải qua thì anh sẽ không làm nữa, thì nó sẽ không bao giờ nhớ nhắc lại. Cũng lâu lâu người ta đi nhậu rồi sao cũng nhậu không, chứ em không biết. Bên đây nhậu là không có đi nhậu, em không biết nhậu. Nhưng mà tốt nhất là không có nên nhắc về người đúng. Cũ trước dạ, mặt đúng ta rồi. Là được dạ, đúng rồi. Bạn này bạn từ ái nếu nhắc gì nói trời ơi trước chồng cũ em đẹp trai lắm mà tại ông nhậu ông này kia đúng không? Nói chung á là kinh nghiệm của các bạn, khi mà các bạn quen một cái người mà đã từng trải qua mấy mối tình rồi thì chúng ta không nhắc về người cũ, không so sánh, không so sánh, người không mới nhắc với lại người cũ là được. Dạ em có dự định là bao lâu em tiến tới hôn nhân nữa, bước thêm một bước nữa? Khi nào tìm hiểu kỹ, nếu mà người thương mình thiệt lòng thì mình sẽ bước tới. Trong vòng năm nay hay là năm sau? Từ 1 năm đến 2 năm đi. Năm nay còn có 2 tháng nữa, không kịp đâu. Đúng rồi, năm nay không kịp đâu, qua năm sau đi. Từ đây đến cuối năm sau thì cũng được, không năm sau cái làm ăn cũng dành dụm được. Nghiệp không? Ta tính trước để nó dành dụm. Ví dụ em đi làm gì rồi mình quen nhau, em có thời gian dành cho anh không? Ngày nghỉ thì mình đi chơi, hay là mình đi làm về sớm gì đó mình đi chơi. Nếu mà quen phải chịu đựng và thông cảm cho nhau. Thế là công việc của bạn này thì cũng từ sáng đến 7 giờ tối dạ. Nên cũng... Vậy là ngày nào cũng bán, ngày nào cũng đi làm hết rồi. Dạ đúng rồi. Từ sáng tới 7 giờ. Thế người thì mình đi làm tăng cường thêm. Còn mình có việc đột xuất gì á, mình xin mình báo với đội xe sắp cho mình nghỉ. Trúc, ngoài bán mắm chân ra còn làm gì thêm, có nghề gì không? Không, em bán mắm rồi, nhưng mà em cũng có dự định rồi. Dự định sao Trúc? Cũng làm, em tính là em đang đăng ký lên, tính chạy gáp rồi thêm. Còn là em lấy nhận thêm, đồ về em bán. Bán mắm ở chợ là em chỉ bán buổi sáng thôi đúng không? Em bán buổi sáng, buổi chiều em không làm gì, em cũng đi bán buổi chiều. Buổi nào tao không ăn mắm chân? Giờ nào cũng bán. Bạn này rất là chịu khó nha, rất là chịu khó và tính cho tương lai rất là nhiều luôn á. Đúng rồi. Trúc mà nếu về ở rể bên chỗ nhà Thư được không? Dạ em thì em không có dướng bận, nói chung là nếu mà có duyên á đánh với nhau thì về. Em thương rồi thì ở đâu em vợ em ở đâu em ở đó à. Quá được, bây giờ Trúc coi coi bước tới nắm tay Thư cái coi. Ừ. Nếu mà có duyên anh với em bước đến được với nhau á thì anh cũng sẽ coi con em như con anh thôi. Dạ. Anh cũng sẽ lo gán lo làm lo cho mẹ con em. Dạ. Thư thì sao em? Em có mong muốn gì về tương lai không? Về chuyện sanh con nếu như hai bạn đến với nhau? Có một đứa rồi, còn nếu mà sanh nữa thì cũng phải kinh tế ổn định. Ừ. Dạ. Cũng đúng, em cũng chịu. Có dư cái này cái kia đầy đủ rồi cũng dạ, có rồi. Con kinh tế ổn định rồi có con đó. Mình lại cho con cái mình nó thoải mái hơn. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Trúc nói với Thư đi. Nếu anh là ông xã của em thì anh sẽ lo cho em cái gì, hỗ trợ em cái gì? Thì nếu mà có duyên thành vợ anh chồng thì em sẽ lo hết mình thôi, gắng hết sức thôi. Sẽ cố gắng hết sức để lo mẹ con hạnh phúc đầy đủ thôi. Dạ, em cũng đồng cảm với lại câu nói của anh. Em cũng mong muốn anh làm gì cho mình để mình không có tổn thương như những cái gì mình đã trải qua không? Muốn anh cố gắng để chấp nhận quen nhau thì phải thông cảm. Đừng có chơi bời rồi gái gú lăng nhăng đồ này kia nọ. Cố gắng lo cho gia đình. Em đâu có chơi bời đâu, em không có nhậu, không có cờ bạc, chỉ có Tết rồi thì có về quê, có chơi với dòng thì, họ. Lễ Tết thì không nói gì. Trúc thấy Thư là người thế nào nãy giờ nói chuyện đó, nói cho Thư biết đi. Thư cũng thấy Thư nói chuyện cũng thiệt tình, nhưng mà có cái quá sức tưởng tượng của em. Quá sức tưởng tượng của em là quá sức theo kiểu tích cực hay là tiêu cực? Kiểu như là... Ý em nghĩ người ta ốm hả? Không phải, ốm mập. Em nói là em không có quan trọng. Tại vì lúc em phỏng vấn là em có nói rồi, không quan trọng. Nói rõ nhưng cho Trúc mà... đi, người ta hiểu lầm. Trúc nói rõ cho Thương hiểu. Là quá sức quá tưởng tượng là quá em... sức tới vụ gì? Em sợ là không có khả năng để
mang cho người ta được hạnh phúc, tại người ta cũng từng vậy rồi đó chị. Nó dở thì không biết có... Em phải tự tin vào bản thân của mình là đàn ông. Em đừng có suy nghĩ như vậy. Mình cứ nghĩ ở bắt đầu từ cái thời điểm là hai bạn gặp nhau, hai bạn làm được gì cho nhau thôi. Đừng quan tâm tới chuyện là mình làm như vậy có bằng với lại cái người cũ hay chưa, hay là mình làm như vậy là mình có hơn người cũ hay chưa, người yêu của mình có còn nhớ về người mình. Đừng quan tâm tới điều đó. Thì như vậy em mới có được cái sự tự tin cho bản thân của mình nha. Dạ. Đừng có như vậy nữa, và đừng suy nghĩ vậy nữa. Nhát quá thôi. Chứ đây là một chàng trai cũng hiền lành. Đúng đó. Rồi, quá hiền lành và thật thà. Cứ thấy chút sao nói cảm nhận của mình đi. Dạ, thấy hiền. Chịu khó. Thấy có hợp với mình không? Dạ, dạ hợp. Chuyện bấm nút hay không bấm nút là do các bạn quyết định. Bấm nút để ta lựa chọn cho mình một người có thể trò chuyện, có thể chia sẻ, và biết đâu chúng ta có thể hướng đến một tương lai xa hơn nữa. Nào, hãy nhắm mắt lại tưởng tượng xem đây có phải là đối tượng của mình hay không, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Tuyệt vời. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Món quà nhỏ em dành tặng anh. Ý là hồi nào giờ em chưa có mua quà gì tặng ai nên em không biết là tặng cái gì, nên nha thông cảm cho em. À, tức là mua đại thôi. Dạ, ý là từ đó giờ không biết mua gì hết trơn hết đó. Cũng lạ chưa thôi. Chưa bao giờ tặng ai chưa cái gì bao giờ nữa. Tặng ai. Dạ. Thành ra lần đầu tiên tặng bạn trai tặng cái chuông. Lắc đôi nỗi sầu, anh buông tay lắc đôi nỗi sầu. Anh lắc đi hết nỗi buồn. Thôi cũng được. Hai bạn rất là dễ thương. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Quà tặng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet là gói tập 1 tháng công nghệ EMS trị giá 7,5 triệu đồng. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút một buổi và 2 buổi mỗi tuần lấy lại vóc dáng như ý. 25 feet, hệ thống phòng tập công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hai đứa vừa đi vừa lắc chuông để kỷ niệm ngày gặp nhau. Đi! Rồi, đi đường này. Chúc hai em hạnh phúc, lắc lớn lên coi. Trời, trời, tại sao có những con người thật thà đến mức như vậy? Như vậy là người ta đã thấy cặp đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ điều gì sẽ đến với cặp đôi? Thứ hai, xin mời quý vị. Dạ, hiện tại là em sống với con của em. Em chia tay với ông xã lâu chưa Yến? Dạ cũng gần 10 năm rồi anh. Tức là lúc đó là mình mới có thai là mình chia tay luôn. Dạ. Có cậu trai 10 tuổi đó, em thấy có gì cản trở không? Qua em thì có con thì cũng em cũng không quan trọng. Quan trọng là người phụ nữ lên ngữ đó tốt ra được. Bạn biết đối nhân xử thế. Em thấy có những anh là trưởng thành nhưng mà thực sự họ chưa có lớn. Em thì cũng không quan trọng là người phụ nữ đó là có để từng đủ vỡ. Với em là người phụ nữ đó biết yêu thương gia đình, đảm đang, chân thành, thương em là đúng. Người phụ nữ bên đó là có đầy đủ những cái mà bạn nói luôn á. Mời nhà trai. Này, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Trời. Bây giờ thì nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe luôn nha. Em tên là Ngô Thọ, sinh năm 1985. 85 là tuổi con trâu á. Dạ, tuổi con trâu. Bằng tuổi Ngọc Lan bên kia kìa. Quê quán tại Ninh Thuận. Mình làm gì Thọ? Dạ, em làm tóc nam. À, hớt tóc nam á hả? Ở lịch trích ngang của nhà trai. Dạ, bây giờ mời nhà gái giới thiệu về mình nào.
Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên cạnh. Em là Nguyễn Hoàng Yến, em sinh năm 1983, em đến từ Long An và em đang làm nhân viên văn phòng. Mình làm ở Long An luôn hả Yến? Dạ. Rồi ở đó mình sống với ai? Dạ, hiện tại là em sống với con của em. Em bé mấy tuổi rồi? Dạ, bé đang học lớp 4, năm nay, Tết này 10 tuổi đó chị. Rồi. Trai hay gái Yến? Dạ, bé trai anh. Bé trai. Mày là đã lỡ một lần đò đúng không? Dạ. Em chia tay với ông xã lâu chưa Yến? Dạ cũng gần 10 năm rồi anh. 10 năm rồi? Dạ. Nghĩa là lúc đó là mình mới có thai là mình chia tay luôn. Dạ. Còn Thọ sao nè? Dạ đường em tình thì... duyên. Dạ đường tình duyên thì em có hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất thì có thể là duyên chưa đến nên không đến được với người đó. Mối tình thứ hai thì do em không chiều chuộng được bạn gái đó cho nên dẫn đến chia tay. Không chiều chuộng hả? Dạ. Bạn ấy làm gì mà bạn không chiều chuộng nổi? Dạ, bạn ấy giận hờn vô cớ thì em không thể chị. Giận hờn vô cớ. Yêu nhau bao nhiêu lâu? Dạ, yêu nhau cũng được nửa năm. Nửa năm hả? Dạ. Tưởng đâu yêu nhau nhiều. Vì giận hờn vô cớ quá thì đã chia tay thôi. Rồi, bên kia là nhớ đây có một chi tiết là nếu giận hờn vô cớ quá, hoài là chia tay nha. Bên này là sâu sắc lắm. Rồi. Nhà gái sao nè, nhà gái mình nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi ha. Nãy giờ mình chưa nghe về cái chỗ này. Dạ em chào gái. Ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, em dễ hòa nhập. Dễ hòa nhập, tốt quá. Dễ thân vui thiện. Vui vẻ hòa đồng, dễ hòa nhập thân thiện nữa thì số 1 luôn ha. Cảm ơn. Còn khuyết điểm thì sao? Khuyết điểm thì có thể là em có dễ mềm lòng á chị. Khi người ta năn nỉ là em dễ siêu lòng. Giống tôi đó. Dạ. Dễ siêu lòng. Cái tính nó khổ lắm em. Coi như hai chị em là cũng là single mom với nhau đó, hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Thấy không? Rồi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Thọ? Dạ, ưu điểm của em là chân thành, hiền lành, thích trẻ con. Thích trẻ con. Dạ. Đó bên kia có cậu trai 10 tuổi đó. Dạ. Em thấy có gì cản trở không? Qua em thì có con thì cũng em cũng không quan trọng, quan trọng là người phụ nữ ngữ đó tốt ra được. Dạ. Rồi bây giờ Yến chia sẻ một chút xíu nè, trong suốt cả 10 năm khi mà mình chia tay với lại ông xã của mình, là mình có một cái mối quan hệ nào không? Dạ không ạ, không. Ở dậy nuôi con tới giờ này luôn? Nói chung là em bị công việc cuốn đi á chị, nhìn qua nhìn lại thì nó nhanh quá. Với lại lúc đó con em thì nó cũng bám mẹ, rồi bây giờ thì bạn lớn rồi thì bạn sẽ giãn em ra. 10 năm qua là một mình nuôi con thôi. Dạ, bạn 8 tháng em đi làm em gửi cho người dì giữ giùm. Tới 2 tuổi thì em cho đi nhà trẻ, tới đi học luôn tới giờ. Trời ơi, tội nghiệp không? Vậy đến con, đứa nhỏ nó thiếu tình yêu thương của cha, rồi thiếu tình yêu thương của mẹ nữa. Dạ. Mẹ đi làm suốt luôn ha. Coi chiều tối mới đón về thôi. Dạ. Thôi, bây giờ thôi, mình qua cái những cái quá khứ đi. Bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ mình nói, mình lật qua một trang mới, mình nói về chuyện mới nè. Bây giờ Yến mong muốn có một người bên cạnh mình như thế nào? Dạ, em cũng mong muốn có một người bạn giống như bạn tri kỷ vậy anh, vậy chị. Có thể chia sẻ được với nhau tất cả trong cuộc sống, trung thực với nhau. Có thể là giống như là mình bạn biết đối nhân xử thế. Em thấy có những anh là trưởng thành nhưng mà thực sự họ chưa có lớn. Nhà trai á, nãy giờ nghe nhà gái yêu cầu chào vậy đó. Chào nhà trai. Dạ, chào chị Cọc Lan. Em thấy đáp ứng nhiều phần trăm vậy? Đúng rồi đó, nhà trai thấy nhà gái như thế nào nè, đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nè? Với em là người phụ nữ đó biết yêu thương gia đình, đảm đang, chân thành, thương em là đúng. Người phụ nữ bên đó là có đầy đủ những cái mà bạn nói luôn á. Dạ, người ta chỉ thiếu một người đàn ông thôi. Vậy thì ok, em... Ok ha. Bây giờ nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với lại cháu của em. Dạ. Với lại bạn. Con chào chú Huyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ạ. Thì em tên là Nhi và đang học tại Sài Gòn và là cháu gái của cậu, nên là cậu của em. Con chào cô. Gái nào? Con nhìn cô, con rất là thiện cảm với cô. Mọi cái vấn đề khác thì con không quan tâm lắm, nhưng mà thật tâm của con thì con chỉ muốn là cậu của con tìm được cái một người mà có thể là bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu và hai người cùng đồng hành với nhau thật là lâu. Có thể là mình sẽ sinh thêm một đứa nữa. Con nghĩ là cô sẽ có thể hợp với cậu của con. Và cậu của con thì có ưu điểm, cái ưu điểm nổi bật nhất đó chính là rất là chung thủy, rất là thật thà, hiền lành. Cho nên là con nghĩ là có thể là ở bên cạnh cô rất là lâu. Em xin hết ạ. Cảm ơn nhà trai. Nhà gái mình đi với ai? Dạ em đi với các bạn. Em xin chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Em là Diễm, là bạn của Yến.
Em xin chào tất cả mọi người có mặt ở trên trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò. Bạn trai bên đây nói chung cũng có nhài điểm tương đồng với Yến á, nhưng mà để có hai bạn có đủ duyên hay không thì hai người có thể trực tiếp để trao đổi với nhau. Với lại nghe cháu của bạn nhà trai này nói là rất là hiền, rất là chân thành. Thật ra Yến cũng rất là, cái ưu điểm lớn nhất của Yến là tốt bụng, dễ hòa đồng, rất là ok. Nhưng mà tại vì bạn trai này hầu như là chưa có trải qua một lần đò, là em ngại, quan ngại cho bạn em là có một lần đò, chỉ thế thôi. Chứ thật ra anh trai này ok. Cảm ơn nhà gái. Bạn Thọ nó không quan trọng cái đó. Đúng rồi. Chỉ yêu thương nhau là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Đây là món quà mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm anh tặng em. Để khi nào em xài thì nhớ tới anh. Dạ, em cũng có món quà tặng. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Tặng cái hộp gì đẹp quá vậy? Dạ, quà trái cây. À, quà chị trái cây. Chị cũng có luôn, dạ anh cũng có. Rồi nhớ chia nhé. Có luôn hả? Hai MC cũng có quà luôn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh dễ thương, đẹp trai. À, anh cảm ơn em. Anh cũng thấy em cũng dễ thương, cũng hiền. Đó là cảm nhận của anh. À, em thích mẫu người đàn ông thế nào? Em thì tiêu chuẩn không cần cao lắm. Em chỉ cần tính tình không gia trưởng, giống như là đối nhân xử thế. Em thấy cư xử ok là em chịu. Anh thì không có gia trưởng. Anh sống thì thoáng lắm. Dạ. Anh hiện tại đang ở đâu ạ? Anh ở Ninh Thuận. Làm việc ở ngoài đó luôn hả? Ninh Thuận thì làm việc ở tại nhà luôn. Vậy khoảng cách xa quá thì anh có ngại không? Cũng không có gì hết á. Quan trọng là yêu thương nhau thì xa cỡ nào cũng đến. Anh có ngại em có một bé trai không? Anh thì không có ngại em có một bé trai. Anh quan trọng em sống chân thành biết thương anh là đủ rồi. Dạ. Anh có hút thuốc không ạ? Không, anh nhỏ với anh không hút thuốc. Rồi ok. Nhậu thì cũng không biết nhậu luôn. Bây giờ mình nói với nhau nghe về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Quen thì khi nào em mới cưới được? Em trải qua giống như là gian dở như thế này thì em chỉ cần cái sự trung thủy thôi. Và trung thực. Thực sự là gian dở cũng là vì bạn quen người khác nên em mới chia tay. Anh thì trung thủy thì anh quen cái đó thì anh ok. Ví dụ như em nói em ngại vấn đề về tuổi tác, em không sanh nữa là anh có chấp nhận không? Ví dụ. Anh thì quan trọng sống với nhau, tình cảm với nhau là được. Còn sanh hay không sanh cũng không quan trọng. Nếu mà sanh được thì tốt, mà sanh sanh không được thì cũng không sao. Hai bác ở nhà có phiền không ạ? Không sanh cháu cho bác á. Cái vấn đề đó thì nói chung không có cháu thì bác mẹ thì cũng buồn xíu. Nhưng mà không có thì cũng không. Anh là con thứ mấy anh? Không sao, anh là giữa, anh là trai một. Trai một là phải sanh anh rồi. À, thì trai một thì bắt buộc là chắc là phải sanh rồi. Em có thể sanh được không? Nếu mà thương nhau. Nếu mà anh có thể cho em một cái sự tin tưởng nào đó thì em có thể giống như là bao nhiêu bạn cũng được, bao nhiêu sanh bạn, sanh bao nhiêu bạn cũng được. Anh thì không có đem đến sự giàu sang em, nhưng anh có thể đem đến hạnh phúc cho em. Em hãy tin anh. Rồi ví dụ mình tìm hiểu nhau mà mình lỡ thương thì anh có chịu theo em vô đây không? Nếu mà thương á, thì có thể là nhà anh á, thì có một mình anh là con trai. Anh thì không thể theo. Ví dụ em về bên anh, về quê anh á, thì anh có sắp xếp được cho em đi làm hay là công việc gì không ạ? Cái đó thì anh có thể sắp xếp đi làm, cho em đi làm. Cũng dễ mà, đâu khó gì đâu. Nếu mà em không thích làm dâu thì có thể ra riêng. Mình cất nhà ra riêng. Hiện tại đang ở chung à? Hiện tại là đang ở chung. Rồi bây giờ Thọ bước tới nắm tay bạn gái cho nó gần hơn chút xíu đi nào. Đó. Khi mình đến bên nhau thì anh sẵn sàng lo cho em và là con nữa. Em hãy tin anh và bấm nút cho anh. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Hát bài tặng cho bạn gái đi. Dạ. Em thì em không biết hát, em có thể hít đất. Hít đất hả? Dạ, em có thể hít đất tặng bạn gái. Vậy đó hả? Hít đất tặng bạn gái luôn. Trời ơi, rồi làm thử coi. Để chứng minh là bạn trai rất là khỏe mạnh, đầy đủ. Đủ tư cách để che chở cho bạn gái. Hít 6-7 cái gì không? Quá khỏe. Ồ, hay quá rồi anh. Thôi chừng nào bạn gái nói thôi đó. Thôi rồi, dạ. Anh ơi, ok rồi em. Ta kêu thôi được kìa. Wow. Rồi, thôi được rồi, về vị trí đi nào. Những gì nói thì mình đã nói hết rồi.
Bây giờ các bạn đủ để đưa ra quyết định cho chính trái tim của mình các bạn nha. Hai anh chị hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì mà chúng ta sắp làm. Đó là sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Và sau khi quyết định thì chúng ta sẽ có trách nhiệm với lại quyết định của mình nhé. 1 2 3 Chúc mừng. Chàng trai đã bấm từ rất lâu rồi ạ. Chàng trai rất là quyết tâm nha. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đang tay vào nhau, nắm chặt tay vào nhau. Họ thấy sao? Dạ, em cảm nhận là bạn gái là hiền dễ thương. Một nụ hôn đầu tiên. Đấy, hai người ôm nhau thấy cái nào? Họ ôm cái nào? Đà nào cả nhà. Ôm chặt coi, tình cảm coi. Trời ơi, đã thiệt mười. Nhà trai gương mặt rất là tận hưởng, rất là hạnh phúc. Thấy không, đây là một bờ vai chắc chắn cho em chưa? Em cảm nhận được đó không? Em là phụ nữ rất thông minh mà gần như là có thể chủ động tất cả mọi thứ. Một phụ nữ hiện đại và có thể, nếu gì đó cứ nói thẳng với lại Thọ nha. Bây giờ thì mình không cần phải làm đàn ông nữa rồi, mình làm phụ nữ rồi. Đúng không? Chị biết hay vậy. Bây giờ mình không cần phải gồng gánh gì em nữa. Em làm đàn ông. Tôi cũng mẹ đơn thân nên tôi hiểu lắm nè. Bây giờ thì tặng quà cho các bạn thôi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquaceline xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquaceline lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Quà tặng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet là gói tập 1 tháng công nghệ EMS trị giá 7,5 triệu đồng. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút một buổi và 2 buổi mỗi tuần lấy lại vóc dáng như ý. 25 feet, hệ thống phòng tập công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và chúc hai em hạnh phúc. Dạ, 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 em cảm ơn anh Linh. Dạ, cảm ơn bạn các bạn như thế này. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi, đó là 17:50 thứ Bảy và 20:20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Và Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquaceline lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza đã tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.